Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đáng 2024 để người dân phòng tránh. Thứ nhất là mua vé máy bay giá rẻ. Trước nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng mạnh vào dịp giáp Tết, điều đó dẫn đến việc các chuyến bay có thể hết chỗ sớm hơn dự kiến. Thứ hai là kiếm việc làm thêm trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập để có chi phí trang trải dịp Tết, một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn để lừa đảo. Do thiếu thông tin và nôn nóng muốn kiếm tiền, nhiều người bị sập bẫy. Thứ ba là giả danh cán bộ công an, luật sư hỗ trợ lấy lại tiền đã mất. Hình thức của các đối tượng lừa đảo chiêu trò trên chủ yếu là đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo, mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Các đối tượng đã giả danh cán bộ an ninh mạng để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Thứ tư là cho vay tiền qua ứng dụng app tín dụng đen. App tín dụng đen đa phần đều được quảng cáo là lãi suất thấp, giải ngân nhanh, thậm chí có nơi còn cho vay ưu đãi 0% hoặc thủ tục vay không cần tài sản thế chấp. Nhưng trên thực tế, đây là hình thức vay nhanh, thanh toán ngắn trong vòng 7 đến 10 ngày với lãi suất rất cao. Thứ năm là nhận quà trúng thưởng. Các đối tượng thường liên hệ với nạn nhân thông qua hình thức gọi điện thông báo trúng thưởng và thường sẽ thiên biến theo nhiều cách thức khác nhau.